bắp đầu cà khịa Racing Boy Mini. Thời ơi, bữa đó tôi đi về quê tôi chơi thì tôi vẫn bốc đầu hàng ngày, nói như là cái môn thể thao yêu thích của mình. Thay vì các bạn tập gym, chơi cầu lông, đá cầu hoặc là đá banh thì mình lại lựa chọn một bộ môn mạo hiểm hơn, đó là stunt motorcycle hay còn gọi là bốc đầu cho các bạn dễ hiểu. Tuy nhiên bốc đầu không đơn thuần là các bạn chỉ bốc lên và đi một đường thẳng duy nhất, mà bốc đầu trong cái bộ môn này nó là một tập hợp những kỹ thuật vô cùng là đẹp mắt, đến nỗi những bạn Racing Boy Mini khi mà đi ngang cái khu nhà mình sẽ đứng lại xem và giao lưu cùng với mình. Mình thì rất là dễ tính cũng như là rất là thân thiện cho nên mình đã mời mấy bạn đó vô nhà chơi và cho mượn luôn cả con cào cào mini với một yêu cầu nhỏ nhỏ, muốn làm gì làm, đừng có đem xe về nhà là được rồi. Ấy vậy mà bạn này bạn đó chơi tới quá. Mời đem. Rồi vậy nha, love you nha.